trên 2 tỷ đồng cho một chiếc nhẫn kim cương hột xoàn thiên nhiên với một sấp giấy GIA chứng nhận quốc tế. Và đây là viên chủ 9.5 ly, 3.39 carat. Những thông số về viên kim cương này rất đẹp. Và 12 viên kim cương emerald bên thành của hai bên chiếc nhẫn cũng là 12 viên kim cương emerald tuyển chọn, đẹp xuất sắc. Và đây là sấp giấy CIA. Chi tiết thì đầu tiên là giấy của viên kim cương chủ. Đây là tất cả thông số của viên kim cương chủ. Và excellent, quỳnh quang đẹp nên đủ làm cho viên kim cương này trở nên vô cùng giá trị. Và đây là sấp giấy của những viên emerald hai bên thành của chiếc nhẫn. Mỗi bên là 6 viên, hai bên là 12 viên emerald. Cũng có giấy GIA chứng nhận đầy đủ nha. Từng viên một. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây là phiên bản vàng trắng AO750. Và Kỳ Lân có phiên bản vàng hồng AO750 nữa. Kỳ Lân Luxury, sân trọng, đẳng cấp, thượng lưu.